Chào cả nhà, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái thông tin về sản phẩm máy lọc không khí của Sharp, model là FBG40EW. Thì trước đây mình cũng có chia sẻ về một cái máy lọc không khí rồi, cái đó thì dành cho phòng ở cái không gian nó nhỏ hơn, còn với cái máy này thì cái không gian phòng lớn hơn. Thì cái máy này nó cũng sẽ có những cái tối ưu hơn so với cái máy cũ nữa, công nghệ nó tối ưu hơn. Đầu tiên thì mình đi về cái mặt tổng quan, thì thiết kế của máy nó sẽ làm theo dạng bầu và nó cao hơn so với cái máy kia, thì nó dẹp nhưng mà nó bè. Nhìn cái máy này nó sẽ khá là sang. Rồi